Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Hoan hỉ đón chào quý vị khán thính giả đang theo dõi Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên kính chúc quý vị khán thính giả an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, chiêm nghiệm được nhiều điều nhân văn để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn những thông tin hữu ích về phong thủy, tử vi và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, bạc được biết đến là loại trang sức được mọi người sử dụng nhiều trong cuộc sống hàng ngày bởi những tác dụng to lớn mà nó đem lại, như diệt khuẩn tốt, dùng làm vật khử trùng nước, loại bỏ độc ở thức ăn hoặc bảo vệ sức khỏe con người. Với người Việt Nam, công dụng của bạc trong phong thủy luôn được tôn trọng và đề cao. Vậy những điều bạn cần biết về tác dụng của bạc trong tâm linh gồm những gì và sử dụng bạc như thế nào để phát huy hết những lợi ích trên? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Từ xưa tới nay, vòng bạc được coi là vật phong thủy giúp chủ nhân rất nhiều việc trong cuộc sống và sự nghiệp. Một số tác dụng chính của bạc có thể kể đến đó là: thứ nhất, bạc giúp trừ tà. Tuy tới nay người ta vẫn chưa xác minh được ma quỷ có thật hay không, hay chỉ là nỗi sợ hãi vô hình. Tuy nhiên, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, ông bà xưa vẫn truyền tay nhau sử dụng bạc để giúp trừ tà, xua đuổi ma quỷ nếu chúng thực sự tồn tại. Chỉ cần đeo vòng tay bạc, nó sẽ giúp xua đi những ám khí xấu, nguy hiểm, giúp chủ nhân sống thoải mái, không còn lo sợ nữa. Thứ hai, đeo bạc giúp đem lại may mắn, tiền bạc. Vòng tay bạc chính là vật bảo vệ và mang lại may mắn cho người đeo. Đặc biệt là những người làm kinh doanh, buôn bán, thì việc đeo một chiếc vòng bạc là vô cùng cần thiết. Nó giúp chủ nhân làm gì cũng hanh thông, mọi sự bình an, thu hút lộc, tiền bạc dồi dào như nước. Đồng thời, nếu bạn biết cách tận dụng dây chuyền bạc và màu sắc phong thủy của đá trên mặt dây, thì cũng góp phần khiến cho sự may mắn, thịnh vượng và vận tài lộc của bạn tốt hơn. Bởi vì dây chuyền bạc khi đeo trên người có thể thu hút những điều may mắn cho bản thân và gia đình. Thứ hai, bạc giúp hóa giải vận xui. Theo chuyên gia phong thủy, vòng bạc đeo tay giống như bùa hộ mệnh, nó giúp chủ nhân hóa giải được vận xui xẻo đeo bám, gặp dữ hóa lành, dễ dàng vượt qua những khó khăn, trắc trở trong cuộc sống. Ngoài ra, nếu có đi thăm mộ, vào bệnh viện hay đi đêm trên đường, đi vào rừng sâu, nơi đông người hỗn loạn, thì nhớ đeo vòng bạc ở tay để tránh những tai nạn không ngờ, những điều không may, rủi ro nguy hiểm. Như vậy, mọi người đã biết được việc đeo bạc có tác dụng gì. Thực tế, tác dụng của bạc từ ngàn đời xưa tới nay đã được khẳng định. Và từ lâu, các bé trai hay bé gái thường được bố mẹ sắm cho những chiếc lắc rất dễ thương. Tuy nhiên, việc đeo bạc ngày nay lại trở thành vấn đề gây tranh cãi. Có người bảo tốt, có người lại cho rằng việc đeo bạc chẳng khác nào rước bệnh vào người. Vậy thực hư điều này là gì? Mời quý vị cùng theo dõi trong phần tiếp theo ngay sau đây. Lý giải vấn đề này, các chuyên gia cho biết sở dĩ có tranh cãi này là do chẳng may nếu chị em mua phải hàng kém chất lượng, không phải là bạc nguyên chất, sẽ không tốt cho sức khỏe của bé. Với trẻ sơ sinh, làn da của bé còn mỏng, vì thế nếu đeo phải vòng bạc không nguyên chất có thể gây ra hiện tượng nổi mẩn đỏ. Hoặc với một số bé có thói quen mút tay, việc ngậm bạc không tốt cho sức khỏe của con vì trong bạc có chứa chì. Vì thế, để phát huy được hết tác dụng tuyệt vời của bạc, mọi người cần chú ý một số vấn đề dưới đây khi mua vòng bạc cho con. Khi mua vòng bạc cần phải đảm bảo chất lượng, tránh mua phải hàng kém chất lượng, hàng trôi nổi trên thị trường. Phải đảm bảo các nối mối chắc không bị rơi ra ngoài. Bởi nếu chẳng may rơi, em bé nhặt được cầm nghịch nuốt vào bụng hay cho vào mũi sẽ rất nguy hiểm. Khi chiếc lắc chân, lắc tay bằng bạc đã trở nên ngoại cỡ, cha mẹ cần tháo ra để tránh làm đau con. Còn đối với người lớn, khi đeo trang sức bạc thì cần phải chú ý 4 điều sau đây. Thứ nhất, tháo trang sức ra khi làm việc nhà. Khi làm các công việc cần đụng tay đụng chân
nhất là việc nhà như quét nhà, lau nhà, làm vườn, hoặc những công việc tương tự có đụng đến dụng cụ và các loại dung dịch chứa hóa chất như nước rửa nhà, các loại thuốc xịt, thì tốt nhất là nên tháo trang sức trước khi làm việc. Vì các hoạt động trên dễ gây ra móp méo, gãy, rơi hạt đá từ trang sức, hoặc nếu tiếp xúc hóa chất sẽ gây phản ứng hóa học khiến bạc bị đen đi. Thứ hai, tránh để tiếp xúc với các sản phẩm chăm sóc cơ thể. Các sản phẩm chăm sóc tóc như là thuốc nhuộm, các thể loại thuốc xịt tóc, nước hoa đều chứa thành phần hóa học gây nguy hại đến trang sức bạc, khiến chúng bị ố đen. Vậy nên sau khi sử dụng các sản phẩm này, cần rửa sạch tay và lau sạch trước khi đeo nhẫn hoặc vòng tay đeo vào. Đặc biệt nếu mới vừa nhuộm tóc, nhất là những ngày đầu tiên, cần tránh đeo dây chuyền vào hoa tai. Vì nhiều khi thuốc nhuộm còn bám trên tóc với các loại keo dưỡng, phần nào khiến bề mặt trang sức bị ảnh hưởng ít nhiều. Thứ ba là không đeo trang sức khi đi hồ bơi và spa. Nước ở hồ bơi và các sản phẩm chăm sóc cơ thể tại spa có thể ảnh hưởng đến màu sắc và độ sáng của trang sức bạc. Nên tốt nhất là quý vị hãy tháo toàn bộ trang sức khi đến những chỗ này. Việc này cũng giúp bạn hạn chế bị rơi rớt hay là đứt trong quá trình bơi hoặc vận động. Việc chọn trang sức bạc theo phong thủy ngày nay là một vấn đề khá được chú trọng với những ai có niềm tin tâm linh vào những món trang sức mà mình sở hữu. Sau đây, Phú Quý Tài Lộc xin chia sẻ một vài bí quyết giúp bạn có thể chọn trang sức bạc theo phong thủy một cách dễ dàng hơn nhé. Nguyên tắc đầu tiên là chọn theo màu tương hợp. Theo ngũ hành, mỗi bản mệnh sẽ có những đại diện màu sắc khác nhau, nên cần lưu ý chọn những màu phù hợp với cung mệnh của bản thân để đem lại may mắn. Nguyên tắc thứ hai khi chọn trang sức bạc theo phong thủy là chọn theo màu tương sinh. Mỗi bản mệnh đều có một mệnh tương sinh khác, có tác dụng hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển lẫn nhau. Do đó nên chọn nhóm màu tương sinh với cung mệnh của mình để mang lại nhiều lợi ích nhất cho người đeo. Nguyên tắc cuối cùng là tránh chọn những màu tương khắc. Tương tự như trên thì mỗi bản mệnh cũng có một mệnh tương khắc. Khi chọn trang sức bạc theo phong thủy, tuyệt đối không được chọn màu tương khắc với bản mệnh, nhưng có thể chọn đeo trang sức có màu mà cung mệnh chế khắc được. Vâng thưa quý vị, những nguyên tắc chọn bạc phong thủy sẽ dựa trên số tuổi rồi suy ra cung mệnh của bạn. Mỗi cung mệnh sẽ hợp với những màu sắc, hình dáng, trang sức khác nhau. Tiếp theo, bạn có thể chọn màu tương sinh. Mỗi cung mệnh sẽ có một mệnh tương sinh tương ứng. Nếu bạn chọn đeo trang sức theo cung mệnh tương sinh, thì sẽ có tác dụng hỗ trợ, thúc đẩy tác động đến sự phát triển của bạn. Bên cạnh những cung mệnh tương sinh sẽ có những cung mệnh tương khắc. Bạn nên tránh chọn những màu sắc không tương khắc với cung mệnh của mình để tránh không gặp những điều xui xẻo. Về cách chọn trang sức bạc theo mệnh, quý vị có thể tham khảo một số gợi ý dưới đây. Thứ nhất, chọn trang sức bạc theo phong thủy cho người mệnh kim. Người mệnh kim tương hợp với các màu trắng, ghi, xám, bạc, tương sinh với các màu thuộc mệnh thổ, tương khắc với các màu thuộc mệnh hỏa và khắc chế được mệnh mộc. Khi chọn trang sức bạc theo phong thủy cho người mệnh kim, nên ưu tiên chọn những màu như vàng đậm, nâu đất, tiếp đến là những màu tương hợp kể trên. Tuyệt đối không chọn các màu đỏ, tím, hồng, cam, nhưng có thể dùng các màu xanh lá, màu gỗ để kết hợp nhé. Thứ hai là chọn trang sức bạc theo phong thủy cho người mệnh mộc. Người mệnh mộc tương sinh với mệnh thủy, tương khắc với mệnh kim và chế ngự được mệnh thổ. Vì vậy, chọn trang sức bạc theo phong thủy cho người mệnh mộc nên ưu tiên các màu đen, xanh dương, xanh đen, xanh lá. Có thể kết hợp với những gam màu vàng hoặc nâu, nhưng tránh chọn những gam màu trắng, ánh kim. Thứ ba đó là chọn trang sức bạc theo phong thủy cho người mệnh thủy. Tương tự như những quy luật trên, khi chọn trang sức bạc theo phong thủy cho người thuộc mệnh thủy thì nên chọn các màu đen, xanh dương, trắng, bạc, ánh kim. Có thể kết hợp được các gam đỏ, hồng, tím, nhưng hoàn toàn không nên chọn các gam vàng, nâu. Thứ tư, chọn trang sức bạc theo phong thủy cho người mệnh hỏa. Người mệnh hỏa có thể chọn các màu gam đỏ, hồng, tím. Ngoài ra cũng rất hợp với những màu tương sinh khác là xanh lá và màu gỗ.
không nên chọn các màu thuộc mệnh thủy vì thủy khắc hỏa, và để cho món trang sức bớt nhàm chán có thể kết hợp các màu của mệnh kim. Cuối cùng là cách chọn trang sức bạc theo phong thủy cho người mệnh thổ. Đối với những người mệnh thổ, ngoài những màu tương hợp là vàng đậm và nâu đất thì nên chọn những màu của mệnh hỏa, đó là đỏ, hồng, tím. Những màu này sẽ đem lại may mắn tuyệt đối cho người đeo. Ngoài ra có thể chọn thêm những màu gam xanh dương và màu đen nếu muốn khắc chế mệnh thủy. Và quan trọng nhất là không chọn những gam màu xanh lá bạn nhé. Bạc phong thủy có nhiều tác dụng vô hình lẫn hữu hình trong cuộc sống. Sở hữu bạc phong thủy, mọi người sẽ có thêm vận may, tránh khỏi vận hạn và xui xẻo trong cuộc sống. Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp quý vị chọn được món trang sức vừa đẹp vừa hợp với bản mệnh của mình để thu hút được nhiều tài lộc, thịnh vượng cho bản thân và gia đình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.